An empty street, an empty house, a hole inside my heart. I'm all alone, the rooms are getting smaller. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together, oh yeah. And all my life, I'm holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say a little prayer, and hope my dreams will take me there. Stop to keep myself from thinking, oh no. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the songs we sang together. For my sanity, your beauty came free of vanity.
Đại biểu tân khách quý cần xa kinh bến, đúng là cuộc đời ơi sao lắm diệu kỳ, năm tháng trôi đi cho ta nhiều nỗi nhớ, có gì đâu chỉ một lần gặp gỡ mà lòng anh đã chọn nghĩa trong em, gặp nhau đã nói gì đâu chỉ có ánh mắt bắt cầu tình yêu, anh xin làm ngọn gió chiều thổi bùng ngọn lửa tình yêu ban đầu, và vui đưa đến từ bao giờ chẳng rõ mà như suối ngầm trong đất chảy muôn nơi, ngày hôm nay vui quá em ơi, như giấc mơ lớn tung chảy bay cao, có em đời hóa ngọt ngào. Em như tia nắng lọt vào lòng anh, mà hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Và ngày hôm nay đây, tin vui cũng đã được lan tỏa khắp miền, mà vui từ Hà Giang Móng Cái đến tận cùng đất mũi Cà Mau. Tin mừng cũng đã được nhắn gửi tới muôn nhà. Ngày hôm nay, đôi bạn cũng sẽ một nhà kết thân, hoa hồng với nụ quất tần. Ngày hôm nay, đôi bạn cũng sẽ 10 phân vẹn 10. Và ngày hôm nay đây, tại quê hương xóm 9 Hội Kê, xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, xóm thôn đông đúc mà ruộng đồng bao la, đây sân đình cây đa giếng nước, trên con thuyền đi ngược về xuôi, thân thương mảnh đất con người, tình quê thắm được nụ cười trao duyên với mẹ sinh thành ra chú rể và người mẹ sinh hạ ra cô dâu. Xin mời hai mẹ sẽ cùng bước lên sân khấu để cùng trao sính lễ cũng như là chuẩn bị cho chú rể được vào phép được vào phòng để đón cô dâu ra mắt toàn thể quý vị trong buổi tối. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Vâng, xin được trân trọng và cảm ơn hai bác và xin được trân trọng kính mời mẹ và cô dâu sẽ cùng với sinh lễ. Chúc mai cho em được đón anh sang, cho chim sải cánh mênh mang đất trời, và để rồi cho anh được đón em về, bản tình ca mới chan hòa niềm vui, thơm điếu thuốc đượm hương cau, ta làm kỷ niệm bên nhau trọn đời. Kính thưa quý vị đại biểu, tân khách quý gần xa kính mến, cái vẫy gọi của tình yêu làm cho cô dâu Thanh Vân nhớ lại cô Tấm ngày xưa trong chuyện cổ tích, rằng mỗi lời dặn của anh thì em lại càng thương anh nhiều hơn, thương anh nhiều nên em chờ đợi. Anh yêu ơi, nghe tin thắng lợi, lời thề xưa này cũng đã giữ trọn tình. Được yêu mến của đông đảo quý vị, bà con cô bác, anh chị và các bạn cùng hiện diện về hôn trường cưới của gia đình họ nhà gái chúng tôi, xin được trân trọng kính mời cô dâu Thanh Vân, chú rể Mạnh Hiệp cùng đứng dậy để cúi chào quan viên hai bên bốn họ trong buổi trưa hôm nay. Bên em anh say trong hạnh phúc. Vâng, và ngay sau đây cho phép một tuần xin được trịnh trọng tuyên bố lễ vô quy, mừng hạnh phúc chúc tương lai cho cô dâu Thanh Vân sánh duyên cùng chú rể Mạnh Hiệp. Xin phép được bắt đầu. Vỗ tay đi quý vị ơi. Các bạn ơi.
gái. Thay lời cho cô dâu và chú rể, xin được gửi tới quý vị, các bác, anh chị và các bạn một lời kính chúc sức khỏe và một lời cảm ơn chân thành nhất. Dạ vâng ạ, và mới ngày nào khi mà chú rể Mạnh Hiệp gặp cô dâu Thanh Vân, anh cũng đã phải thốt lên rằng: em là ai, cô gái hay nàng tiên, em có tuổi hay không có tuổi, mái tóc em đây là mây hay là suối, ánh mắt em nhìn hay chớp lửa đêm rông. Và để rồi trải qua nhớ đợi mong thương, trải qua hẹn hò đính ước, để rồi vào buổi trưa ngày hôm nay, hai bạn trẻ của gia đình chúng tôi, họ đang ngồi sát lại gần nhau để mái đầu che lấy mái đầu tỏa hương. Trong tình cảm yêu mến của tất cả quý vị, các bác, anh chị và các bạn cùng hiện diện về hôn trường cưới của gia đình họ nhà gái chúng tôi. Và giờ phút này đây, để thể hiện tình cảm của chú rể, tình yêu dành cho cô dâu, xin được trân trọng kính mời chú rể Mạnh Hiệp sẽ trao cho cô dâu Thanh Vân bó hoa tươi thắm nhất trong ngày vui hạnh phúc hôm nay. Và ban tổ chức xin được trân trọng kính mời tất cả những đội phóng viên nhiếp ảnh, ekip làm phim, chúng ta cùng chuẩn bị máy để ghi lại hình đẹp nhất của cô dâu và chú rể trong ngày hôm nay. Được chú rể Mạnh Hiệp đặt mua từ làng hoa Ngọc Hà, Hà Nội và chuyển về Thái Bình với chiếc xe Hoàng Long mang biển số 17. Cô dâu buổi trưa ngày hôm nay đang trao cho cô dâu Thanh Vân bó hoa có dòng chữ trăm năm hạnh phúc và trọn đầy thủy chung. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn để chúc phúc cho cô dâu chú rể ạ. Vâng, chú rể và cô dâu cứ từ từ. Vâng, mời chú rể và cô dâu đứng dậy. Vâng, cứ bình tĩnh. Vâng, vâng, quý vị ạ, đúng là ngày xưa khi mới quen nhau muốn hôn một cái nhưng sau thẹn thùng, giờ đây đã nên vợ thành chồng thì phải hôn một cái để cho thỏa lòng ước mong. Giờ đây trước sự chứng kiến của đông đảo quý vị, các bác, anh chị và các bạn, cái nụ hôn này có lẽ là 100 năm sau, 1000 năm sau cũng không thể có được ạ. Và sau đây thì Ngọc Tuân sẽ có 3 sự hướng dẫn để cho chú rể Mạnh Hiệp lựa chọn. Thứ nhất, hôn má trái sinh con gái, hôn má phải sinh con trai, hôn vào môi sinh vừa trai vừa gái, mà hôn càng lâu càng sâu, sinh con càng bụ càng thông minh ạ. Và xin được cả thân trọng kính mời chú rể sẽ quay về phía cô dâu một góc là 87,5 độ. Vâng, xin mời cô dâu sẽ quay về phía chú rể là một góc là 87,5 độ. Vâng, là cô dâu cứ đưa hoa đây để MC cầm hộ, vâng, để thực hiện cho nó dễ. Vâng, Ngọc Tuân muốn hỏi chú rể là khi mà yêu cô dâu thì anh đã khám phá được ra chỗ nào là phần mềm của cô dâu chưa? À, chú rể bảo rồi ạ. Thế còn cô dâu đã khám phá là chỗ nào là phần cứng của chú rể chưa ạ? Vâng, phần mềm của cô dâu chính là vòng eo và phần cứng của chú rể chính là bờ vai. Vâng, xin được trân trọng kính mời chú rể và cô dâu sẽ cùng quay vào nhau. Vâng, tay chú rể sẽ đặt lên eo của cô dâu và tay của cô dâu sẽ đặt lên vai của chú rể. Và khi mà tôi đếm từ 1 đến 3 thì chú rể sẽ hôn cô dâu. Quý vị ơi, cùng đếm với tôi nhé. 1, 2, 3, xin mời hôn nhau, vỗ tay đi quý vị ơi. Đêm ngày ngất, đắm say, đi ngọt đôi môi. Vâng, xin được thân thành cảm ơn chú rể và cô dâu. Mời chú rể và cô dâu cùng an toàn. Vâng, quý vị ơi, chuyện đấy ở bên Tây thì rất là bình thường. Có khi đứng ở ngoài đường người ta vẫn cứ hôn nhau. Nhưng mà ở Hải Nam, Hải Hậu quê ta thì lại khác. Muốn hôn một cái nhưng sau thẹn thùng. Ngày nay đã nên vợ thành chồng thì cô dâu và chú rể họ cũng đã hôn nhau bên để cho. Đúng là chim tung cánh loan tin bừng hạnh phúc, hoa hé cười đón tắm nắng tương lai. Vì tình yêu duyên đôi nhớ cái trai, thắm hương trà đậm đà mùi khói thuốc, quyết trăm năm thắm mai mối duyên tơ. Hôm nay đây lòng tràn đầy phấn khởi, lễ kết duyên cuộc sống mới vui tươi, hăng say giọng nói câu cười, câu hò tiếng hát mọi người đều vui. Có bốn họ cơ quan đoàn thể, có bạn bè chẳng kể gần xa, về đây sum họp một nhà, chúc cho dâu rể mặn mà tình duyên. Đúng là ngày xưa đám cưới thì có họ hàng, mà rước dâu lại có kiệu vàng lộng tre. Ngày nay sáng trăng sáng cả vườn chè, một con đò nhỏ đi về có nhau. Vì tầm ta phải hái dâu, mà vì tình anh phải qua cầu để đón em. Mà công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn chảy ra mãi mãi, núi Thái Sơn vững chãi ngàn đời. Con ơi muốn nên thân người, lắng tai nghe lấy những lời mẹ cha. Và ngay sau đây cho phép Ngọc Tuân xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai lên có đôi lời phát biểu cũng như xin được đón dâu trong buổi sáng hôm nay. Vâng, xin được trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, toàn thể bà con, cô bác, hai bên bốn họ. Kính thưa vị đại diện cho cơ quan đoàn thể, cơ quan cháu Vân. Kính thưa các bạn trẻ, nam nữ, thanh niên, bạn bè của hai cháu. Được sự đồng ý của hai bên, ông bà, cha mẹ, được sự đồng ý của hai cơ quan đoàn thể, được sự đồng ý của
hai cơ quan chính quyền địa phương của hai xã Hải Nam và Đông Phong. Hôm nay ngày lành tháng tốt, họ nhà trai chúng tôi có tình soạn một cây trầu, cái lễ cây trầu để sang báo cáo tổ tiên. Cũng như các vị tiền nhân đã nói, đất nước thì có sử ca, sông thì có ngọn, có nguồn, cây thì có gốc, có rễ, sinh ra cành lá, người thì có tổ tiên và sinh ra cha bạn, ông bà, cha mẹ. Chính vì thế, hôm nay gia đình nhà cha chúng tôi thịnh soạn cái lễ trầu cau để xin được phép đón cháu về bên Đông Hưng, Thái Bình, tổ chức cho hai cháu lễ thành hôn vào buổi trưa hôm nay. Thay mặt cho gia đình nhà trai, xin gửi tới lời kính chúc sức khỏe với các cụ, các ông, các bà con, cô bác hai bên bốn họ. Chúc cho hai cháu hạnh phúc, phúc. Và thay mặt cho gia đình nhà trai, xin kính mời tất cả các cụ, các ông, các bà, toàn thể bà con, cô bác hai bên bốn họ ít phút nữa sẽ ra xe hoa để về huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho gia đình nhà trai, xin chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của gia đình nhà gái. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu của một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà trai. Và lời đầu tiên, bác cũng gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể hôn trường cưới. Và bác cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình họ nhà gái chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay đã tiếp đón phái đoàn của gia đình họ nhà trai hết sức là nồng nhiệt. Và bác cũng gửi lời mời tới toàn thể các cụ, các bà, các bác, anh chị và các bạn, chúng ta cùng sắp xếp chút thời gian vàng ngọc của gia đình mình cùng trở lại với quê hương Đông Phong, Đông Hưng để cùng tổ chức buổi lễ thành hôn trong năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Nước sôi trầu mừng cho hạnh phúc và hát câu ân tình, giờ này tin vui cũng đã vượt qua biển Thái Bình, đến tận đất nước Nhật Bản xa xôi cũng biết rằng mình lấy ta. Tin mừng cũng đã bay sang tận nước Nga, làm cho ngài Tổng thống Putin Nga, ông cũng đã gửi quà về trao. Và theo như thông tin mới nhất mà ban tổ chức chúng tôi vừa nhận được, vào lúc 7 giờ 30 phút buổi sáng ngày hôm nay, ông Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Quốc cũng đã vào để tặng hoa. Còn ngài Tổng thống Mỹ Obama, vì máy bay chật chỗ, ông phải ra ga để đón tàu. Và vì đường vòng, ông đi rất là lâu, có lẽ phải vào lúc 19 giờ 30 phút buổi tối ngày hôm nay, ông mới có mặt tại gia đình họ nhà trai để trao quà cho đôi bạn trẻ. Thưa quý vị, thưa với các bác, anh chị và các bạn rất trân trọng và kính mến, ngày vui hôm nay, khách đến thì tặng phẩm tặng quà, mà cha mẹ có một chút gọi là mừng duyên. Ngay sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời mẹ của cô dâu có món quà để trao cho cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng kính mời bác. Bác xin được... Dạ vâng, đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, mà nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nước trong nguồn chảy ra mãi mãi, núi Thái Sơn vững chãi ngàn đời. Và đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tân tảo sớm hôm cha mẹ nuôi con khôn lớn, để ngày hôm nay hai con đã trưởng thành và xây dựng hạnh phúc cho riêng mình. Em ơi hãy đến mong quê hương anh Thái Bình, về ngắm biển Đông Châu khi chiều về sông Vô. Xa đưa tiếng sáo diêu, nghe giọng hò thiết tha, hoàng hôn chiều tìm biển êm đềm những khúc ca. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn tất cả các bác, anh chị và các bạn đã cùng cổ vũ cho hai giọng ca hết sức tuyệt vời trong buổi trưa ngày hôm nay, cùng trở về để chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Kính thưa quý vị đại biểu, tân khách quý cận xa thính mến, vừa rồi thì họ trai cũng đã phát biểu, bên đảng họ gái ta cũng phải có đôi câu để đỡ lời, cũng như gửi lời cảm ơn tới toàn thể các bác, anh chị và các bạn đã cùng sắp xếp chút thời gian vàng ngọc của gia đình mình cùng trở về đây để chúc phúc cho cô dâu và chú rể.
Và ngay sau đây thì xin được trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái lên có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời bác. Hôm nay cũng được sự thống nhất của đôi bên gia đình, hai dòng họ, và thay mặt cho họ nhà trai cũng có cơ dầu để xin dâu. Trước hết là thay mặt cho họ gái cũng đã nhận cơ dầu xin dâu. Và hai bên đã được sự thống nhất thì trước hết là thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi xin cảm ơn đến các bộ, công, các bà, cô, dì, chú, bác cùng toàn thể bạn bè, nam nữ, thanh niên của hai cháu. Và lại để cho gia đình họ trai để đưa cháu về hồi môn. Và trước khi ngừng lời là tôi cũng có một số ý kiến là mời tất cả các cụ, công, các bà, các bác, cô, dì, chú, bác của cháu Vân bớt chút thời gian để đưa cháu về nhà chồng để làm lễ vu quy cho các cháu. Xin thay mặt gia đình họ nhà gái xin cảm ơn. Bác cũng gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể hôn trường cưới trong buổi trưa ngày hôm nay. Và qua ý kiến phát biểu của bác cũng đã nói lên rằng trước tiên cảm ơn toàn thể cơ quan, cảm ơn cô bác họ hàng đôi bên, cảm ơn các bạn thanh niên, cảm ơn các đồng chí thuộc cơ quan của cô dâu và chú rể cũng đã trở về dự vui, cảm ơn các bạn trong nghề, ông bà thôn xóm ở kề đôi bên, dù có bận có mải đến đâu nhưng cũng đã đến để mừng rể mừng dâu xa gần. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các cụ, công, các bà, các bác anh chị và các bạn rất trân trọng và kính mến, theo như phong tục tập quán cũng như tâm linh của người Việt thì là đi hơn và về kém. Giờ này theo như đồng hồ của ban tổ chức chúng tôi xin phép được trùng với đồng hồ của gia đình thì cũng đã chỉ 10 giờ kém 20 phút rồi. Giờ lành cũng đã tới, xin được trân trọng kính mời hai phái đoàn đại biểu của gia đình họ trai, họ gái cùng cô dâu và chú rể chúng ta cùng chuẩn bị lên đường trở về với quê hương Đông Phong, Đông Hưng để cùng tổ chức buổi lễ thành hôn trong năm hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Và một lần nữa thay lời cho ban tổ chức gia đình họ nhà gái, thay lời cô dâu và chú rể xin được gửi tới quý vị, các bác, anh chị và các bạn một lời kính chúc sức khỏe và một lời cảm ơn chân thành nhất. Chúc hai phái đoàn đại biểu gia đình họ trai, họ gái cùng cô dâu và chú rể lên đường thượng lộ bình an, mã đáo thành công. Xin được chân thành cảm ơn. Nhìn chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng ít ngờ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Chung xa ai còn vẫn vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có môi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây một kết tơ. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Thank you.
mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngát hương, sẽ không còn những u buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn én trong vườn
cho chính lên trên này. Trân trọng kính mời lên sân khấu thân phụ và thân mẫu của chú rể Mạnh Nghiệp, và chúng tôi xin trân trọng kính mời thân phụ của cô dâu Thanh Vân cùng bước lên sân khấu. Trải bao năm đời thắng chờ, niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Cho phép chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu xin riêng của thân phụ và thân mẫu của chú rể Mạnh Nghiệp cùng với thân phụ của cô dâu Thanh Vân, gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả quý vị đại biểu khách quý, một cái cú chào thân thiện để cảm ơn tất cả quý vị có mặt buổi trưa đây. Vâng, và một lần nữa thì chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn tình cảm chân thành nhất của tất cả quý vị đại biểu khách quý đã bất chút thời gian vàng ngọc và trở về với tư gia gia đình Hồ Nhà Trai chúng tôi trong buổi trưa trong đại ngày hôm nay để cùng chúc phúc cho Mạnh Hiệp và Thanh Vân trăm năm hạnh phúc. Và bây giờ, vâng, và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta đến với một nghi lễ đẹp nhất dành cho cô dâu của chú rể, hạnh phúc nhất của một đời người. Xin trân trọng kính mời hai nhân vật chính chúng ta tiến lên một bước để làm nghi lễ trao nhau đôi vòng nhẫn cưới, thề chọn cuộc đời mãi mãi là của nhau. Chào em chiếc nắng thương trong ngày vui lứa đôi tuyệt vời. Chào anh chiếc nhắn thiêng liêng trong ngày vui lứa đôi rực rỡ, cùng hát lên lời chào. Vâng, thưa quý vị, như vậy một nghi lễ đã xong. Và chúng tôi rất muốn là sau mỗi một nghi lễ, chúng tôi muốn được nghe tình cảm của tất cả quý vị dành cho nhân vật chính bằng một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt, được không ạ? Vâng, và cô dâu chú rể bây giờ sẽ làm nghi lễ gì nữa đấy ạ? Ok, thế rồi, vâng. Và bây giờ xin mời cô dâu và chú rể hãy chứng minh cho tất cả mọi người biết được rằng tình yêu của các bạn vô cùng trong sáng, hoàn toàn tự nguyện. Thì hãy hôn trước mặt tất cả quý vị. Bắt đầu, 3, 2, 1, 5. Cho dù mai mặt đổi xa rời, trái tim này cũng chỉ một lời. Dù phải chiêu chẳng luôn muốn nghiêng kiếm, vẫn yêu một mình anh thôi. Vâng, xin cảm ơn ban tổ chức đã chọn một bản nhạc thật hay. Cho dù mai vật đổi sao rời, trái tim này chỉ mãi mãi yêu một mình anh thôi. Vâng, và chúng ta cùng đến chúc phúc cho Mạnh Hiệp và Thanh Vân mãi mãi bền vững. Và bây giờ, thưa quý vị, một nghi lễ đẹp đã xong và họ đã chứng minh cho tất cả quý vị biết được rằng tình yêu của Mạnh Hiệp và Thanh Vân hoàn toàn tự nguyện, không ai ép buộc ai cả. Chính vì vậy, hôm nay giữa Thanh Thiên Bạch Nhật, họ đã trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng thôi, nhưng để khẳng định với tất cả quý vị rằng mối tình vô cùng trong sáng. Và kính thưa quý vị, và sau đây xin mời đại gia đình cứ ở lại sân khấu, còn cô dâu và chú rể sẽ xuống bên dưới để làm nghi lễ tiếp theo nét đẹp văn hóa ngay bây giờ. Vâng, xin mời cô dâu chú rể trở về bên đằng trước mặt để chúng ta xuống cắt bánh hạnh phúc để được thưởng thức vị ngọt của tình yêu. Trước tiên là hãy thắp nến để hâm nóng tình yêu trong buổi trưa ngày hôm nay, sau đó là chúng ta cùng cắt bánh. Tươi tắn lên để lưu trữ lại những thời khắc đẹp. Vâng, thật tuyệt vời. Nhìn về bên tay phải để chúc tay rót ly rượu hạnh phúc. Thank you.
cảm ơn bố mẹ đã sinh cho con một người vợ tuyệt vời. Và cô dâu Thanh Vân cũng tay dâng ly rượu hồng, kính dâng lên thân phụ và thân mẫu của chú rể để cảm ơn bố mẹ đã cho con một người chồng đẹp nhất trong ngày hôm nay. Và với lời cầu chúc, chúc cho bố mẹ mãi mãi hạnh phúc cùng chứng kiến con cháu thành đạt. Vâng, và bây giờ ly rượu hồng của cô dâu và chú rể. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng chứng kiến giây khắc thiêng liêng nữa mà cô dâu và chú rể cùng với đại gia đình trên sân khấu cùng vỗ tay để uống ly rượu giao môi thề nguyện cuộc đời này họ mãi mãi là của nhau. Đàm hôn chứng yêu cuộc đời chưa. Kính thưa quý vị, đúng là hạnh phúc lớn nhất của một đời người là nuôi con khôn lớn trưởng thành đến ngày con lập gia thất. Và hôm nay Thanh Vân và Mạnh Hiệp đã báo hiếu một phần chữ hiếu đó với cha mẹ để chúng con đã có một mái ấm gia đình nhỏ nhỏ riêng tư của riêng mình. Và kính thưa quý vị, một hạnh phúc nữa mà các bậc làm cha làm mẹ có một kỷ vật để trao cho các con yêu trong ngày vui nhất hôm nay. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể có kỷ vật để trao cho hai con yêu kèm theo một lời chúc, chúc cho hai con mãi mãi hạnh phúc. Mạnh Hiệp là cũng chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi để hôm nay được chính thức trao cho hai con yêu một chút kỷ vật. Và bây giờ chúng tôi xin được trân trọng kính mời chú Thím Tám Sơn cũng có quà tặng cho hai cháu yêu trong ngày vui hôm nay. Xin chân trọng. Vâng, và liên tục chúng tôi xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của Thím Tâm cũng có quà tặng cho hai cháu yêu trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng kính mời Thím Tâm. Sau Thím Tâm chúng tôi xin trân trọng kính mời sự hiện diện của cô Phúc, cô của chú rể cũng có quà tặng cho hai cháu yêu trong ngày vui này. Xin nhận thay lời cô dâu chú rể xin trân trọng cảm ơn Thím. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời món quà đầy ý nghĩa của cô Phúc tặng cho hai cháu trong ngày vui hôm nay. Tặng rồi ạ. Vâng. Vâng, và kính thưa quý vị, và liên tục chương trình chúng tôi xin trân trọng kính mời em Huyền, em của chú rể cũng có quà tặng cho anh chị kèm theo một lời chúc, chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc. Vâng, và cùng với thưa quý vị, tất cả các món quà về giá trị vật chất thì đều không thật lớn, nhưng trong đó chứa đựng những cái tình cảm mà những người thân của gia đình muốn gửi gắm để chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui nhất hôm nay. Xin trọng kính mời em Cường Việt cũng có quà tặng cho anh chị trong ngày vui hôm nay. Xin trân trọng được kính mời. Vâng, càng là biểu tượng cho một cái tình đoàn kết của đại gia đình cô dâu và chú rể trong ngày vui hôm nay. Và liên tục chúng tôi xin trân trọng kính mời sự hiện diện của cháu Mi Nam cũng có quà trao tặng cho cậu mợ trong ngày vui nhất hôm nay. Vâng, xin mời cháu. Vâng, thật tuyệt vời khi đại gia đình tam đại đồng đường cũng có mặt trên sân khấu để chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui nhất hôm nay. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị đã dành cho gia đình nói chung và dành cho Mạnh Hiệp và Thanh Vân nói riêng trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, thật ý nghĩa hơn nữa trong ngày vui hôm nay được đón nhận tình cảm của đông đảo các quý vị đại biểu khách quý và những lời căn dặn cho các con, các cháu
trước khi nhà gái lên sân khấu có đôi lời phát biểu, xin trân trọng được kính mời. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác cùng toàn thể hội hôn, trước hết là cho phép tôi được thay mặt họ nhà gái đầu xuân năm 2016 năm Bính Dần kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể bầu bạn nam nữ thanh niên của hai cháu sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Thì kính thưa hội hôn, hôm nay là chính thức cháu Vân là cháu của chúng tôi về làm dâu của các cụ bên này cũng như là làm con của ông bà ông Hùng và cháu Hanh, cháu Hiệp cũng là con rể của ông bà quý bên chúng tôi. Trước hết là thay mặt cho họ nhà gái xin cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của gia đình họ nhà trai và mong hai cháu thực hiện cái câu nói của các cụ: dâu hiền thì nên gái, rể thảo thì nên trai. Mong hai cháu như thế nào sống như thế nào để cho hai bên hai dòng họ được tin tưởng. Và cuối cùng là xin chúc hai cháu hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc. Và cũng một lần nữa ngừng lời cho tôi xin phép được chúc sức khỏe các cụ, các ông, các bác cùng toàn thể bầu bạn nam nữ thanh niên của hai bên gia đình bước sang năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn ý kiến phát biểu của vị đại biểu đại diện cho nhà gái. Và chúng tôi xin được trình trọng tuyên bố trước tất cả quý vị đại biểu khách quý, từ giờ phút này Mạnh Hiệp chính thức là chồng yêu của Thanh Vân. Và giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt tất cả quý vị đại biểu khách quý, hôm nay ngày lành tháng tốt cho phép chúng tôi được trình trọng tuyên bố, từ giờ phút này Thanh Vân chính thức là vợ yêu của Mạnh Hiệp. Xin tất cả một tràng vỗ tay để khẳng định điều đó. Xin cảm ơn. Cảm ơn đại gia đình cô dâu của chú rể. Xin được trân trọng kính mời tất cả các quý vị đại biểu cùng trở về hàng ghế an toàn. Xin mời hai nhân vật chính trở về hàng ghế của mình. Để liên tục chương trình sẽ là những tiết mục văn nghệ đặc biệt chúc mừng hạnh phúc lưỡng trong tất cả mọi cuộc vui, lời ca tiếng hát không bao giờ thiếu. Đó là chất xúc tác làm cho tất cả những cuộc vui đã vui rồi lại càng vui hơn. Vâng, và kính thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị sẽ đến với những ca khúc đầy ý nghĩa để chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong ngày vui này. Quê nhà tân nhạc Thanh Sơn, cổ nhạc Hoàng Song Việt, qua sự thể hiện của nghệ sĩ Thương Huyền và nghệ sĩ trẻ Ngọc Tuấn đến từ đoàn cải lương Thái Bình, thay cho lời chúc mừng tốt lành nhất tới cô dâu và chú rể, cũng như để một lần nữa cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị đại biểu khách quý đã có mặt buổi trưa ngày hôm nay tại tư gia gia đình họ nhà trai, xin được trân trọng kính mời. Thương quá là
giấc ngủ bên bếp lửa hồng soi hiu hắt mái tranh đến đây để chúc mừng cho cô chú qua một bài mini đàn. Vâng, để với thêm một lời chúc. Thank you.
cảm ơn những tiếng vỗ tay của quý vị dành cho bé Hương Giang. Và kính thưa quý vị, một món quà đầy ý nghĩa nữa mà một người thân của chú rể Mạnh Hiệp muốn gửi tặng trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời sự hiện diện của chú Xuân Thủy. Xin chúc mừng cho hai cháu yêu qua ca khúc Đám Cưới Trên Đường Quê. Vâng, và sau đây xin được trân trọng kính mời chú Xuân Thủy ra sân khấu ngay. Một đám cưới hoành tráng nhất ở cái thị trấn Châu Giang này. Dạ vâng, một lần nữa Xuân Thủy xin kính chúc quý vị đồng hành khỏe, cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc. Cô dâu đôi má hồng về nhà chồng, con bay sắc pháo rơi thành đường, vì tôi trái lại vui trong lòng. Cất tiếng hát chúc mừng đôi tình nhân bên nhau cho đến ngày đầu bạc đầu, đôi kia không mãi bên. Yêu bao năm ước mong để viên ương đẹp tới vời chồng, theo anh tình cô chồng thăng thang trên con đường đang đủ chán chán, gió miên man theo từng bước chân nàng. Đang cười về trên thành đô, hôm nay chồng chú sẽ thật là hiền, cháu hùng đang tận cưới xây. Chị gái cô dâu có chúc quà để tặng cho hai em trong ngày vui nhất hôm nay. Vâng, xin trân trọng kính mời chị gái của cô dâu hãy tập trung. Đến với ca khúc Bức Họa Đồng Quê qua sự thể hiện của các bạn thân của cô dâu Thanh Vân để chúc mừng cho cô dâu Thanh Vân và Mạnh Hiệp trong buổi trưa trong đại này. Liên tục chương trình xin được trân trọng kính mời. Vâng, và thay lời thì xin được trân trọng cảm ơn tình cảm của chị gái của cô dâu đã trao cho cô dâu một món quà đầy ý nghĩa trong ngày vui nhất hôm nay. Xin chào. Trời xanh xanh bao la, mây trắng 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 xóa, tia nắng đông bừng chiếu trên đồng lúa vàng. Đàn chim 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 non đang xíu 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 hoa, tung cánh bay nhẹ lướt trên cành lá đà. Từ xa 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 nghe thoáng thoáng tiếng hát, thôn nữ bên đồng lúa ca lời mơ màng. Tình tang 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 tinh 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 tinh, du khách đang nhẹ phím buông nhẹ tơ vàng. Đàn hoa tình ta nhẹ nhàng vang xa, la 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 la, ho la ho la, ho la ho la ho la, ho la ho la, ho la ho la ho la. Ơi anh em ơi, còn gì đẹp tươi, còn gì mừng vui bằng ngày mùa mới gặt về thành thơi, la 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 la. Chàng trai vui câu ca, hôn như cất tiếng hát, em bé nô nô dân luôn mỉm tươi cười. Chàng trai say say say, thôn như xa xa xa, em bé đưa miệng gắn đôi hạt lúa vàng. Đồng chặt nhô lên cao, soi sáng khắp lối xóm, anh ấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Anh ấy vui làm với muôn ngàn câu hò. Thưa quý vị,
vị, và trước khi vào với những chương trình tiếp theo, chúng tôi xin trân trọng kính mời sự hiện diện của nghệ sĩ ưu tú cô Thanh Thanh Thủy. Xin chúc mừng cho cô dâu và chú rể trong buổi trưa hôm nay. Tình yêu em như sóng biển chiều hôm, đã trao anh dạt dào bao kỷ niệm, như vầng trăng sáng tỏ giữa vời xa, như hàng dương gió reo suốt bốn mùa. Em yêu anh như yêu bờ cát trắng, lòng lo âu khi mùa bão qua đây. Em yêu anh như yêu câu vĩ sầm, dần thì dần mà thương cũng thật nhiều. Ngoài khơi xa đang có gì đợi anh, lục phong ba biển động sóng gầm gào. Em chờ anh từng trọn suốt tâm tâm, như dòng sông lúc khơi rồi lại đây. Anh yêu ơi thương anh nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá. Dần thì dần mà thương cũng thật nhiều. Anh yêu ơi, thương anh nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá lang thang. Em yêu anh, em thương anh vất vả. Dần thì dần mà diễn cho họ nhà trai lên sân khấu để có đôi lời phát biểu, vì để đáp ứng đủ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa các vị khách quý, toàn thể bà con cô bác hai bên bốn hò, các bạn trẻ nam nữ thanh niên bạn của hai cháu, hôm nay được sự đồng ý của cơ quan chính quyền hai địa phương, được sự thống nhất của hai gia đình tiến hành làm lễ thành hôn cho hai cháu Hiệp và Vân. Hôm nay trong không khí vui mừng phấn khởi, gia đình chúng tôi rất phấn khởi khi có hiện diện sự có mặt của các cụ, các ông, các bà con, cô bác đã về đây bớt chút thời gian vàng ngọc để dự buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bà con cô bác. Xin chúc cho hai cháu Hiệp và Vân hạnh phúc trăm năm, và giờ đây hai nhà trai và gái như một. Cháu Vân hiện nay đã là dâu họ Nguyễn của gia đình chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và có một đôi câu thơ để mừng hạnh phúc cho hai cháu. Quê em Hải Hậu, Hải Nam, quê anh Cổ Hội, Châu Giang, Thái Bình. Gặp em, anh thấy em xinh, về nhà mách mẹ chúng mình yêu nhau. Thế rồi sắp lễ trầu cau, hai nhà gặp mặt cùng nhau chọn ngày. Tình yêu không rượu mà say, hôm qua xuân tới ước ngày thành hôn. Yêu nhau chỉ có tâm hồn,
anh nghe em hát nụ hôn thắm nồng, trăm năm tình vợ nghĩa chồng, thủy chung trọn vẹn mãi không phai mờ. Tháng năm chờ đợi ước mơ, tương lai hạnh phúc bây giờ là đây. Chữ chung chữ dấu cao dày, phần con là phải tháng ngày nhớ ghi. Đâu hiền dễ thảo ai bì, gia đình hạnh phúc còn gì vui hơn. Xin chân thành cảm ơn. Thế cũng như lời phát biểu của vị đại diện cho nhà gái, thì cho đến giờ phút này thì cháu Vân là dâu con họ Nguyễn của gia đình chúng tôi. Trách nhiệm của chúng tôi sẽ chỉ bảo cháu Vân sống sớm hòa nhịp với cuộc sống gia đình, và chúc cho hai cháu là hạnh phúc trăm năm và hai nhà như một. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn vị đại biểu đại diện cho nhà trai lên căn dặn con cháu đôi lời, lại còn tặng cho một bài thơ đầy ý nghĩa nữa. Vâng, và kính thưa quý vị, còn bây giờ một món quà mà chính cô dâu của chú rể tặng cho tất cả quý vị, để một lần nữa là cảm ơn chân thành nhất tới xiêm diện của tất cả quý vị đại biểu khách quý đã bất chút thời gian vàng ngọc trở về với thư gia gia đình họ nhà trai trong buổi trưa ngày hôm nay, và rồi đã cùng chứng kiến những giây phút thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất của nghi lễ đại thành hôn. Đã cho cô dâu bài hát này từ lâu rồi, nhưng hôm nay mới có dịp để tri ân lại tất cả quý vị. Đó là bài Happy Wedding, và xin mời hai nhân vật chính cùng lên sân khấu để tặng cho tất cả quý vị đại biểu khách quý. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay anh thật lâu, để hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì đôi ta cũng sẽ không xa hơn. Xin chào quý vị, xin chào quý vị. Với lời của bài hát Nắm Lấy Tay Anh, đây là lời kết của cuộc tình đẹp, mối tình đẹp của cô dâu và chú rể. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị đại biểu quý quý đã bất chấp thời gian trở về với tư gia hội đồng hòa giải chúng em chúc mừng trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin một lần nữa trân trọng cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị đã dành cho gia đình. Vâng, xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Chúc mừng tất cả quý vị một năm mới sức khỏe, an khang, gia đình hạnh phúc. Và xin được cùng đến chúc mừng cho chúc năm tình duyên ngắn bạc đầu nghĩa phu thê. Yeah. Xin được hỏi tất cả quý vị. Vâng. Trời sáng trăng mình bên nhau cùng hòa chung câu hát, hương xuân tình đắm say nhạc lâng lâng lòng em nghe sao xuyên. Ta say cùng ánh trăng cùng muôn sao lấp lánh trên trời cao, sao hỡi hãy sáng soi tình ta. Anh mơ một sớm nào mình bên hồng vui pháo bông, muôn chim cùng hót ca mừng đôi ta, tình nồng hương phơi phới, tình nồng hương phơi phới. Tình muôn đời có nhau, tình yêu kia sẽ mãi không nhạt phai, muôn kiếp sẽ mãi không nhạt phai. Đêm nay ta cùng say dịu thơm ngất ngây, cùng nhịp bước cuồng quay lâng lâng men rượu cay, nhịp tim đắm say minh hoa khúc tình ca. Xin cho lứa đôi bên nhau sẽ mãi muôn đời gần nhau. Anh mơ một sớm nào mình bên nhau, dịu hồng vui pháo đời có nhau, tình yêu kia sẽ mãi không nhạt phai, muôn kiếp sẽ mãi không nhạt phai. Hay quá, giỏi, hay quá, giỏi, hay quá. Too, but what else can we do? Tormented and torn,
a smile in my heart. For times when my life seems so low, it would make me believe what tomorrow could bring, when today doesn't really know. Doesn't really know. I'm all out of love. I'm so lost without you. I know you were right, believing for so long. Say that I was so wrong. I want you to come back and carry me home, away from these long, lonely nights. I'm reaching for you. Are you feeling it too? Does the feeling seem oh so right? And what would you say if I called on you now and said that I can't hold on? There's no easy way. It gets harder.